Hello, chào mừng tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Phú Đức đây và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách gọi là tháo lắp tay máy quay ngang. Đó, tay quay máy ngang, hơi lộn. Đó, thì cái trên tay mình đây là một cái tay quay carbon. Thì mình sẽ lắp vô cái máy này, mình đổi cái tay quay này. Và thì trước tiên các bạn muốn mở cái tay quay á thì các bạn phải để ý nè. Nè, có một con ốc và một cái miếng chụp ốc nè, miếng chụp ốc là miếng màu đỏ nè. Đó. Mày để ý thì mày phải mở ốc này ra, ốc nhỏ này ra nè, mày mới mở miếng chụp ốc này ra được. Thì mở miếng chụp ốc ra, mình cũng mở được ốc này ra nha. Thì đầu tiên là mình phải mở con ốc này ra. Thì mình dùng một cái ốc này là cái lỗ nó là lỗ lục giác nha mày. Mình đi. Đó, thấy không? Đó. Nên bây giờ mình phải mở ra, mình dùng cái đầu dít lục giác luôn. Mở ra. Mở xong để riêng ra. Rồi. Và tiếp theo là mở cái ốc miếng chụp ốc này rất dễ dàng nè. Dọ ra. Sau đó các bạn phải dùng một cái cờ lê để mà mở con ốc này ra. Thì mình khuyên bạn là đừng có đúc nguyên cái cờ lê vô để dặn cái cặp cái ra lên cho nó trầy, nó bạn mất thẩm mỹ cái máy lắm, nhiều khi trầy luôn cái tay quay nữa. Thì bạn phải dùng một miếng gọi là miếng ni lông như mình là mình xé bịch ra đó, mình đúc lên ốc, đúc lên ốc vậy nè đó, mình kê cái dít cái cờ lê vô mình dặn đó, thì dặn ra nó ra, mình lại tay mình mở ra dễ dàng thôi đó các bạn. Ra mở ra, ra được rồi, rồi mở cái tay quay ra đây. Tay quay, tay quay thì nó nặng hơn cái tay quay carbon tí xíu, tay quay còn nhẹ hơn. Đây, mình sẽ gắn cái tay quay carbon vô. Thì cũng như trình tự vậy thôi, gắn vô rồi á, các bạn gắn vô rồi á. Thì các bạn thêm theo thứ tự, nè, thêm con ốc. Con ốc này nè, các bạn gắn vô. Thì các bạn nhận ra sao thì các bạn nhận ngược vô vậy nè. Rồi mình cũng dùng chính cái bịch này luôn, các bạn up lên. Rồi bạn dùng cái chìa khóa nè, các bạn khóa lại. Đó, xích lại. Đó, vừa cứng là được, vừa cứng quá. Đó, xích lại vậy là được, ok. Đó, nhìn thấy. Rồi bây giờ mình sẽ đổi mấy cái nấm qua nha. Thì các bạn muốn mở nấm á, họ quên đó, gắn miếng chụp ốc vô chứ đúng không? Đây, mình gắn vô nè, miếng chụp ốc nè, dùng miếng chụp ốc ốc vô đó, ốc vô cái mình thấy con ốc này nè, các bạn gắn vô dễ vậy thôi. À, nó chưa ngay các bạn. Nó chỉnh móc lại xíu nữa. Đó. Cho nó ngay tí. Ngay nó chụp vô. Rồi dẫn vô nè. Đó, đẹp. Lắp ráp cái nấm vô. Bạn mở nấm ra, bạn để ý hai cái nấm á, nghe hai cái nấm tay quay lúc nào cũng có nắp chụp. Thì cái nắp chụp này nó có lỗ bé tí nè, bạn thấy không? Cái lỗ bé tí này nè. Các bạn đừng có dùng mấy con vít mà đầu bự bạn khửi ra thì cái lỗ này nó sẽ toạc ra. Đó. Nó toạc ra vậy thì nó mất thẩm mỹ cái máy bạn lắm. Thì bạn phải dùng một cây kim cài á. Các bạn bẻ ra thành cái đầu này nè. Đút vô. Đó. Nó có cái độ chỗ gà là bạn giật mạnh ra đó là ra, không cái đầu nó không bị ảnh hưởng gì hết đấy. Đó cũng tương tự với cái đầu bên này luôn, các bạn cũng đút vô, bạn giật mạnh ra đó ra, thấy không? Nó không bị toạc gì hết đó. Rồi nè các bạn để ý thì dùng con vít á, các bạn vô mình lấy ra, bạn dặn ra nhẹ nhàng thôi là nó ra, đừng có nhặn mạnh. Thì trong này nó có một cái con ốc, nó giữ cái nấm lại, các bạn hiểu không? Đó. Dặn ra. Còn cái nấm nào? Thì trong cái nấm nó có hai cái bạc đạn nha các bạn. Thì hai bạc đạn này khi mà các bạn, nè đây nè, hai bạc đạn. Thì mình đã chuẩn bị sẵn ở đây với một miếng chai dầu xịt bạc đạn. Đó, của sản Shimano. Thì các bạn dùng cái chai dầu nè, bạn xịt vô cái bạc đạn vô. Như cái máy trước khi mà vô máy sẽ ít thôi, miếng thôi đó, hai đầu. Và tương tự với bên này cũng vậy luôn đó, vậy là được. Để cho cái bên này của bạn nó mình sẽ dặn ra quay tốt hơn đó, ok. Thì giờ mình thao tác gắn vô này, thì gắn vô cũng dễ thôi, thì như cái ốc này, cái tay bên này có hai con ốc thì mình cũng có hai ốc này nè.
Đó. Đây. Đây quá. Cái nấm này nè. Đây, cái nấm gắn vô. Đó, bị rụng. Thấy không? Cái nấm thế này. Quay một. Tại giờ mình mới chét dầu vô thì mình sẽ gắn hai góc vô. Các bạn để ý mở mấy cái này bạn phải cẩn thận tí xíu. Tại nhiều khi nó bị chạy hay là nó bị mấy móc á, nó bị gọi là nó bị lờ tụt răng các bạn, nó nguy hiểm lắm. Thì mấy cái máy câu mà đâu phải như xe máy rồi dễ mua mấy góc. Mấy ngọc thì bạn phải order cái mới chính hãng về gắn vô. Đây mình dặn, mình đã dặn vô được một con nè các bạn.